Tại sao một người phụ nữ ghen? Mà càng ghen thì chúng ta lại càng khổ hơn, đúng không? Vì sao mình lại ghen tuông? Bởi vì mình chưa tự tin vào bản thân mình, bởi vì trong mình có nỗi sợ, nên là mình mới có hành vi là ghen tuông. Và ở đây tôi nói là ghen tuông quá độ. Còn cái việc nhắc nhở nhau thì nên làm. Việc nhắc nhở nhau sống đúng mực thì nên làm, các anh chị. Khi tôi làm việc với chương trình Phụ Nữ Tỉnh Thức thì không phải là mình thả nhau tự do. Đương nhiên mình sẽ tự do về tâm trí, nhưng khi mà có vợ, khi mà có chồng rồi thì chúng ta cũng cần phải có những cái mối quan hệ lành mạnh, và chúng ta cũng cần phải có những cái giới hạn nhất định. Tự mỗi người phải có những cái giới hạn nhất định. Còn đây cô Lanh đang nói đến cái mức độ ghen tuông quá độ. Một hôm khi mà chúng tôi thảo luận về cái điều này thì có một chị nói như thế này: em như này có phải là ghen tuông quá độ không cô? Chị hỏi tôi cái câu hỏi như vậy. Trong lúc mà tất cả mọi người đi ra bờ biển, đi dạo trên bãi biển và rồi thuê những cái ghế và ngồi ở đó, thuê những cái ghế và ngồi ở đấy. Thế thì chồng em đã ngồi ở cái chỗ đấy rồi. Chồng em nằm ở cái ghế đấy rồi. Và sau một bạn ấy chưa có chồng, bạn ấy lại ra ngồi ở cái ghế đấy của chồng em. Thì em là em ngồi bên này, em không nằm mà em ngồi bên này. Thì còn đầy chỗ khác mà. Thế thì khi mà em nhìn sang thì chồng em rất là biết ý. Ngay lập tức anh ấy đứng dậy và anh ấy đi dạo ở bờ biển. Thì tôi mới nói, sau đó thì về anh bảo chứ em không nhìn thì anh cũng đứng. Anh chồng anh bảo như thế: em không nhìn thì anh cũng đứng. Bởi vì anh thấy cái khoảng cách đấy là nó không ổn. Khi mà một cái bạn đấy cùng cơ quan ngồi ở cái chỗ đấy. Thế đấy là một cái người đàn ông rất là tinh, mình gọi là tinh tế. Rất là tinh tế luôn. Mình đã nằm ở cái chỗ đấy rồi, thế mà bây giờ lại có cái cô bé, cô ấy ra, cô ấy ngồi ở cái chỗ đấy, cái chỗ ngay ở dưới chân mình. Mà trong đó thì còn đầy những cái chỗ khác. Thế mình không thể bảo cô ấy ra, đi ra được. Thì thay vì như thế thì mình dậy mình rời đi. Nhưng không phải ai cũng có cái sự tinh tế như thế, đúng không ạ? Thì chị hỏi tôi là như thế thì có phải là ghen tuông không hay gì đó. Tôi bảo là nếu như mà theo góc nhìn của tôi ấy, nếu theo góc nhìn của tôi thì anh chồng anh rất là tuyệt vời. Mà không là nếu mà theo góc nhìn của tôi về cái hành vi đấy của người vợ thì tôi nghĩ là ổn. Tôi nghĩ là ổn hành vi như vậy. Đấy là theo cái góc nhìn của cô Lanh. Nhưng mà không phải ai cũng có sự tinh tế như thế, đúng không ạ? Ở đây chúng ta đang nói đến là cái sự ghen tuông quá độ. Thế thì tại sao mà chúng ta lại có cái hành vi này? Là bởi vì chúng ta cũng bị tổn thương, chúng ta cũng bị mắc kẹt bởi vì những cái ký ức quá khứ của chúng ta về hình ảnh của một người đàn ông. Và rồi chúng ta có nỗi sợ ở bên trong. Và khi mình có nỗi sợ ở bên trong thì mình sinh ra suy diễn. Mình hay suy nghĩ, rồi mình hoài nghi. Và khi mà chúng ta suy diễn, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hoài nghi thì chúng ta đang đẩy năng lượng tiêu cực đến người chồng của chúng ta. Và nhẽ ra anh ấy không có làm điều đấy thì anh ấy lại làm. Tôi đã từng coaching cho một cái cặp vợ chồng. Anh ấy rất là giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Họ có nhà nước ngoài và anh ấy thường xuyên đi công tác. Cái thời gian anh đi công tác thì nhiều hơn ở nhà. Nhưng mà chị vợ thì có một cái công việc, mình gọi là cái công việc mà ngàn năm không thay đổi. Mình gọi là như vậy đi. Có nghĩa là chả cần phải rèn luyện trí tuệ gì cả, chả cần phải thay đổi gì cả, vẫn có thể làm cái công việc đấy. Bởi vì chị nói là chị đi làm không phải vì lương. Đúng rồi, chị đi làm không có phải vì lương. Bởi vì chồng thì rất là giỏi rồi. Và vì vậy chị chẳng cần phải chẳng trau dồi trí tuệ, chẳng trau dồi kiến thức. Mà công việc của chị thì lại cần có thời gian. Có nghĩa là cần nhiều thời gian, nhưng mà phải có việc. Thế nên là chị cứ cảm thấy mình thấp bé so với chồng mình. Chồng mình thì nay đây mai đó, mà đối tác của chồng mình cũng có những người phụ nữ giỏi lắm. Cũng có những người phụ nữ họ thông minh vô cùng. Cũng có những người phụ nữ họ rất là xinh đẹp. Thế nên là lúc nào chị cũng lo lắng, lúc nào chị cũng sợ hãi.
nên là chị càng cố gắng kiểm soát. Rồi thấy anh ấy thế này, thấy anh ấy kia là chị ghen tuông, chị nọ kia. Anh bảo là mình không hề có cái hành vi đấy một tí nào cả, mà cứ suy diễn cho mình là có cái hành vi đấy. Cứ suy diễn cho. Là bởi vì sao? Bởi vì mình cảm thấy mình không có nhiều giá trị. Trong khi đó những người phụ nữ xung quanh chồng mình lại là những người phụ nữ thông minh, là những người phụ nữ rất giỏi, là những người phụ nữ có giá trị. Và cũng là có những người phụ nữ họ ly hôn rồi, họ độc thân. Là càng làm cho chị sợ hãi, càng làm cho cái sự ghen tuông của chị nó bộc lộ rõ ràng. Nhưng anh chồng mới nói thẳng luôn như này: đâu phải việc gì cũng bảo vợ đi được. Nói chung đi ăn cỗ ăn bàn, những cái việc nhẹ nhàng thì ok cô ấy đi cùng. Nhưng những cái việc gặp gỡ đối tác, hay là những cái việc như là công ăn việc làm, thảo luận, thì làm sao mà vợ ngồi được? Có hiểu gì đâu mà ngồi, có nghe được cái gì đâu mà ngồi, có biết nói cái gì đâu mà ngồi. Nên là không cho đi thì lại bảo không cho đi, mà cho đi thì có biết cái gì đâu mà cho đi. Nên không phải là không tôn trọng vợ, không phải là không yêu vợ, mà nó không phù hợp với bối cảnh nên là như vậy. Đấy là lý do vì sao mà chị quyết định vào nâng tầm đấy các anh chị ạ. Để nâng cái tầm mình lên, nâng tầm mình lên. Và sau đó thì chị nghỉ cái công việc mà nghìn năm không thay đổi đấy. Chị bảo cái công việc của em nghìn năm không thay đổi, quay đi quẩn lại nó chỉ có thế thôi. Thì chị nghỉ cái công việc đấy. Và rồi chị bắt đầu lấn sân vào cái cùng với chồng ở một vài những cái việc đầu tiên trước. Bởi vì khi mình có trí tuệ rồi, mình thiếu đâu mình học đấy. Mình thiếu đâu mình học đấy. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.